Hello xin chồng, chào cả nhà mình nha, mới đi làm về à, Các bạn thấy là làm Youtube á, thì nói về chuyện nóng của xã hội đó các bạn Về chuyện thị phi đó thì có rất nhiều người thương, người ghét Những người thương thì không sao, những người ghét thì người ta đặt điều Rồi khi mình có một cái chuyện gì đó lên đó các bạn thì người ta không đồng ý đó Thì người ta chửi nha các bạn nha, thì thật sự đó đó nếu như các bạn nào làm YouTube á, mà vướng vào vòng à, vấn đề mà nói về chuyện thị phi đó thì có phải ý chí thép và có một cái đầu lạnh và phải bình tĩnh tự tin đừng manh động như các bạn nha Còn nếu như các bạn cảm thấy là tâm lý không vững đó thì dĩ nhiên là sẽ không làm được đâu các bạn làm YouTube á, không phải là các bạn muốn kiếm tiền dễ là được đâu nha cả nhà rồi xin tổng chào cả nhà mình nha mình cảm thấy là âm thanh ok rồi đó mình thấy là À, sư phụ cho mình số 1 rồi. rồi rồi mình chào một số bạn đi hôm nay là ngày thứ sáu bên việt nam là ngày thứ bảy thì uh, mình bỏ ra một chút xíu để mình chào cả nhà mình nha chút chút xíu là mình xuống luôn mình không có chào được rồi trước nhất thì chào duy trần sau đó là tới chị để từ tâm phúc và sau đó là đến em hà nguyễn úi rồi bữa nay mình kêu em hà nguyễn luôn nhá rồi chào dương uh, dương hết rồi chào chi mai nguyễn rồi chào phong nguyễn gia thịnh ga minh rồi đức trinh phan rồi còn ai nữa không rồi Văn Đại Trần, rồi âm thanh ok. Xin tổng chào 100 bạn nha. Đấy, chào Nguyễn Bình, chào Hoàng Nguyễn. Rồi còn ai nữa không? Nếu như các bạn đánh lên thì mình chào một lần luôn, còn không đó là mình cứ việc mình nói nha. Chào Phương Dương, rồi chào uh, Cathy rồi ai nữa đây? Trời, Anthony đã mất tiêu rồi. Rồi uh, Kevin Trung đâu? Vào đi chứ. Đúng không? Vào nhanh đi để chào luôn một lần. Rồi chào Tony Gà. Đấy, đừng có để chi gà mái vô kỳ lắm. Rồi, xin tổng chào cả nhà mình nha. Không chào nữa. Rồi. À, hiện tại bây giờ các bạn thấy trên mạng xã hội đó thì à, bên nào cũng vậy ha vụ của bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng có hai bên chào anh Nguyễn nha cũng có chào Tân Lê rồi chào Vi chào Lisa Nguyễn việc bên là Rama của bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng có là hai phe đúng bạn và bên tỉnh thất bồng lai cũng hai phe nhưng mà hai phe này là cùng hội cùng thuyền ha các bạn thấy buồn cười chưa thà rằng là mình là phản biện lại cái phe đối thủ nhưng mà ở đây là toàn là cùng hội cùng thuyền không ạ à? phe của bà Nguyễn Phương Hằng á, thì cũng là cùng hội cùng thuyền rồi bây giờ quay qua là bem nhau rồi phe của tình thất bồng lai cũng là những người fan của tỉnh thất bồng lai không cũng quay qua bem nhau ở tôi không biết thế nào nữa nha bạn rồi kệ nó đi tại vì làm youtube mà nhưng các bạn để ý đặc biệt có một điều làm youtube á, ví dụ như mình mình làm youtube á, thì mình kiếm tiền từ youtube nha mình kiếm tiền từ quảng cáo ra nhưng có rất nhiều người á, thì người ta không kiếm tiền quảng cáo mà người ta chủ yếu là người ta lên nói và chửi ha người ta bênh vực à nhưng vậy thì hỏi các bạn là người ta đâu có rảnh rỗi các bạn đúng không nhà nhà tôi đâu có rảnh rỗi tôi đi làm tôi lo có nhà cơm áo gạo tiền cho gia đình tôi chứ không lẽ mình tôi lên cho nên là tôi giao lưu với các bạn đâu rảnh nhưng hỏi các bạn là mình làm youtube mình kiếm tiền quảng cáo thì nó là không sao nhưng những người mà không kiếm tiền quảng cáo đó mà người ta đi chửi người này người ta phe nhóm đó ha thì sao các bạn những người ủng hộ cho luật sư thanh trần các bạn thấy không người nào cũng riêng là ô không có tiền đèn vàng vậy thì đèn vàng thì nói là chi cho mệt nếu như các bạn một tháng các bạn không kiếm được năm 10 triệu đó thì làm chi cho mệt nhưng các bạn thấy là những người ủng hộ cho thanh trần vẫn cứ tiếp tục lên nói vậy thì tiền ở đâu ra các bạn đúng không ạ như mình đây thì mình cũng có đi làm nhưng mà mình đi lắc chảo đúng không rồi mình đi làm youtube thì là chỉ là nghề tay trái thôi kiếm được đồng nào ra đồng đó còn không thì thôi nhưng mà nếu như không có kiếm tiền được quảng cáo từ YouTube á, mình làm chi cho nó mệt. Không lẽ một ngày tôi lên hai lần như vậy để chi để có như giao lưu với các bạn. No. Tôi ở nhà tôi ngủ cũng sướng hơn hả? À? Đúng không? Giữ sức khỏe sướng hơn à? Một ngày hai lần lên, chủ yếu là tôi kiếm tiền từ YouTube. Nhưng những người không kiếm tiền từ YouTube á, thì người ta lại lấy tiền từ đâu các bạn? Phải có tiền từ những người khác người ta đưa cho. Đúng không? Và vậy khi mà các bạn có tiền của người nào đó cho thì dĩ nhiên là các bạn sẽ là nói không chuẩn và xe nghiêng về một phía người khác không có là sao không có là khách quan đúng không cả nhà? Rồi hôm nay thì mình sẽ nói sâu vấn đề của Đinh Lan và Thanh Trần nha bạn và cái lời hứa của CEO Đại Nam bằng Nguyễn Phương Hằng hứa gì với Thanh Trần? Còn đó không phải là nói suông đâu, tại vì bây giờ hiện tại bây giờ là bà Nguyễn Phương Hằng đang vẫn bị tạm giam chưa có được ra ngoài, đúng không bạn? Đấy hy vọng là sẽ được ra nhưng tôi phải nói như thế này khi mình đăng lên một cái dòng trạng thái nào đó nhé bạn thì được nhé bạn phải là được Rất là nhiều người vô chửi à nhưng hôm nay đặc biệt có một dòng trạng thái này khi mình đăng lên đó thì lại không bị chửi nha đây nói phải có khoe chứ khoe các bạn một chút xíu chứ đúng không đây hình mới nhất đây để các bạn cho mình cho một xíu đây nha hình mới nhất ngày hôm nay sau khi đăng lên thì được bao nhiêu tiếng ở đây? Đây, thử coi nào, khoe nha, khoe thành tích nha. Đấy, 274 cái like, 6 tiếng đồng hồ. Với cái tiêu đề, hy vọng về Việt Nam kịp. Ô, oh, các bạn thấy chưa? Quá trời luôn like này, lần đầu tiên tôi được là gần 300 cái like. À, và được bao nhiêu? Được 43 cái bình luận. Vậy thì chúng ta thử coi bình luận người ta nói gì nha. Ở đây thì có rất nhiều người là chửi cũng có nhưng mà đa phần là người ta khen ha người ta ủng hộ người ta động viên cho tony phạm nhưng có một số nick á, thì thật sự mấy cái nick này đó thì toàn là nick cũ không à là những nick mà thường xuyên đi vào công kích tony phạm nha và hôm nay tôi cho, cho các bạn coi à có một cái nick là cu đỉnh à cu đỉnh này nghe cũng quen nha đấy cu đỉnh không biết cu có đỉnh không nữa lắc chảo chít chít Bù mù là căn bệnh nghề nghiệp đã dí căn vào máu vào tim Tony Phạm mất rồi. Thấy bà tội nghiệp cho ẻm quá đi bà con mình ơi. Ở cái này nick này thì cũng còn ok không sao? Rồi. À, rồi thì con xưa rằng ủng hộ Tony về Việt Nam để cung cấp hết chứng cứ cho cơ quan chức năng là một lần cho ra ngô ra Ai, chị đẹp đã phải xa nhà rất lâu. Rồi thì không phải cứ khơi khơi mất không mất không khoảng thời gian vất vả đó hãy làm tất cả có thể để chuộc lại lỗi lầm lúc xưa nhé Tony à đây là một lời động viên rất là hay của là thi xưa rồi mai phụ uh, mai phi thì nói ủng hộ Tony về Việt Nam để làm rõ mà việc rồi là gì đây uh, vợ cột truyền hình Lưu Minh Hương cố lên anh Tony Phạm ơi cố lên cố lên Tony ạ có đúng là, là luôn ủng hộ Tony nói chung là nhiều lắm đây để tôi coi các bạn là có một là, cái mấy cái nick này thì tôi để cho tôi đọc lên để cho các bạn coi nhá mặt mắc, mắc cười nhìn bộ mặt anh này diễn hài chắc vui hơn vai nào diễn cũng được à đó là cái nick mà hoài 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 gì đấy? hoài hoa phạm thị ơi cùng họ phạm với nhau sao đi bem tôi làm chi vậy ha rồi em nên về việt nam sớm nhất nếu có thể à, về đi anh Mời mọi người đang ủng hộ anh rồi chúc mừng bạn chính nghĩa về việt nam nói chung là nhiều lắm tôi chỉ cho các bạn coi một cái nick cái này đây đây thị hồng nguyễn À, cái nick này mới ác chứ. Cái nick này thì đây các bạn coi là nick này thường xuyên vô là chủ yếu là chửi tôi không à. Hôm nay tôi đọc cho các bạn coi nha. Đấy, thích hợp thích ông Nguyễn à Trước ông này với tên quốc võ. nói chuyện mà tên quốc võ cũng lớn tuổi rồi. Người ta đâu có chửi ai đâu. Văn minh lịch sử chút xíu. Tên mày ta tí tớ là thế là không có hay rồi. Nha. Trước ông này với tên quốc võ cũng bày ra cái trò mèo quyên góp tiền cho tony mang bằng chứng về việt nam cũ bị, bị can hằng kêu gọi gom tiền đánh vào tâm lý ai yêu quý bà hằng sẽ chuyển tiền cho ông tony nhưng cuối cùng sự thật được phơi bày chiêu trò bị lật tẩy không ai chuyển tiền cho hắn ta giờ lại lập lại bột cũ cười ô các bạn thấy buồn cười không đấy lập lại lật tẩy ủa tôi bị lật cẩy chưa? tại tôi tự ái tôi đã có tiền rồi quốc võ cho tôi hai ngàn với hai người mạnh thường quân chưa có một cộng đồng mạng nào khán giả nó cho tôi nha chỉ có hai mạnh thường quân là cho 2.000 quốc võ cho 2.000 nữa là tổng cộng 4.000 chứ chưa cho nha khán giả chưa cho nha chỉ là mạnh thường quân thôi có bốn người ba người cho thôi nha 4.000 sau đó tôi tự oái quá dẹp dạ, tôi về nữa và tôi hứa với các bạn rằng tôi về bằng tiền mồ hôi nước mắt của tôi tự túc tôi sẽ làm tôi về bằng tiền của tôi nha tôi trả lại hết rồi 4.000 đô tôi đã chuyển khoản vô đàng hoàng rồi tôi không lấy nữa trả cho cũng có 2.000 trả cho hai mạnh thường quân kia là 2.000 nữa là tổng cộng có 4.000 thôi không có một ai chuyển cho tôi hết nha 4.000 tôi đã trả hết rồi Ok nên ở đây các bạn thấy là lật tẩy là tẩy tại tôi tự ái nha tôi tự ái dân tộc tôi thấy các bạn nó là nói tôi quá rồi ở lên xin tiền tôi tự ái tôi không thích thèm về nữa nha tôi thích cái thèm về nữa nên tôi chỉ lên tôi la làng lên thôi tôi chỉ đưa những cái tin nhắn ra để cho cộng đồng mạng hiểu được cái câu chuyện đằng sau chùm hoa ấy là gì khi bà nguyễn phương hằng lên trên mạng xã hội, bà ta đưa cái mặt ra để bắt ta đấu tố bà ta chửi người này chửi người kia nhưng những người khác á thì không chửi mà bằng cách là người ta hội nhóm lại người ta gài bẫy bà hằng để cho bà hằng bị diễn bẫy cái đó còn ác hơn là chửi nữa các bạn thay vì cứ lên chửi đi chửi qua chửi lại chửi tới chửi lui xong về nhưng ở đây các bạn thấy không người ta không chửi mà người ta bằng cách là gài bẫy bà thì các bạn thấy đây có phải là một cái kế hoạch không bạn vậy kế hoạch đó là ai tại sao mà thanh trần và đinh lan là hai cái chủ chốt mạnh nhất trong drama của bà nguyễn phương hằng thanh trần á thì sử dụng facebook nha bạn sau này khi nói về tịnh thất bồng lai mới sử dụng youtube còn lúc trước là sử dụng facebook các bạn ạ đúng không sử dụng Facebook bởi vậy ở đây tôi là không có thèm về nữa nhưng ít nhiều tôi đã cung cấp cho các khán giả và các bạn fan của bằng Nguyễn Phạm nhìn được cái bộ mặt thật của đằng sau của những người mà đi tố cáo bà Hằng bà mẹ đi tố cáo người ta mình còn hơn là cái gì nữa nha bởi vậy tôi á tại sao mà tôi lại quay qua để tôi vạch trần những người này không bạn vì cái sự thật đó là cái chuyện của là 6 ngàn đô của anh Minh Tú 10 cái biêu đó người ta tạo dựng kịch bản nha từ cái chỗ đó tôi mới thấy rằng mình đã sai lầm khi mà mình để tin rất là nhiều những người bạn thân những người mà đưa tin nhắn nha để chi để đập bảng Nguyễn Văn nhưng nó thật cho các bạn nè những tin nhắn của người ta đưa đó mình không có sử dụng mình không có sử dụng những tin nhắn đó tại vì những tin nhắn đó nó mất dạy lắm mình phải nói là mất dạy nha những tin nhắn mà nói bà hằng là cái này cái kia ha rồi là tả la xịt bập đó nói chung là tả la xịt bập đó nó mất dạy lắm mình không sử dụng mà các bạn nên nhớ rằng mình là một người ít khi là chửi lắm nha lâu lâu chửi nhưng bà mẹ nó thì có chửi nhưng mình không bao giờ mình chỉ bậy chỉ thề và những vấn đề tâm sinh lý các bạn mình không có đề cập tới mình chỉ lên phản biện bà hằng một cách văn minh là bà hằng á là sao ạ một người đại gia đúng không có chồng đại gia rồi và một người doanh nhân rồi đừng có nên trên mạng là chửi chửi người này chửi người kia rồi nhùng những câu từ đó nó không có giống như một người phụ nữ Việt Nam đó mình nói là cho đó nhưng không ngờ rằng đằng sau chùm hoa ấy các bạn những người kia đó người ta gài bẫy đâm ra bà tức bà tức mới 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 chuyện như vậy và vậy ở đây đó tôi nói thật các bạn nào những lời đi bình luận rất là kinh khủng khi người ta đi bình luận nha bạn bình luận đó các bạn thấy tại sao mà cái câu chuyện đó là như vậy đó nhưng mà người ta vẫn cứ kích những bình luận dạo này. ví dụ những cái bình luận này nè đây là một cái bình luận rất là kinh khủng tôi không vấn cái đề đó để cho các bạn coi và các bạn đánh giá tôi không cần xóa để chi để nhìn được vì các bạn nên nhớ rằng bình luận viên rất là nguy hiểm nha bạn người ta đi bình luận rất là tại vì những cái nick này là tôi biết rõ mà người ta đi bình luận rất là kinh khủng nếu như các cô chú anh chị khán giả mà không vững tâm đó thì sẽ hồi ứng đám đông lan chuyển ra đó kêu rằng là tẩy tôi mà tôi có đâu có đi xin tiền đúng không người ta yêu quý bà hàng đưa tiền cho tôi tôi về như hỏi các bạn nè về một tuần mệt thấy bà Hằng luôn mà tôi về tôi mới về mới về cách đây có 7 tháng à tháng 10 năm ngoái tôi mới về 9 tháng rồi chuẩn bị tôi về nữa một năm tôi về một lần nên đó các bạn nên nhớ rằng không phải làm bên Mỹ này mà về nhanh được đâu. Có người phải 2 năm, 3 năm, thậm chí 4 năm, 10 năm người ta mới về được Việt Nam kìa. Chứ không phải là các muốn muốn về là về đâu. Nha, tôi được may mắn là các bạn tôi có làm YouTube là có tiền cắt bóp đó, tiết kiệm đó để lấy cái tiền đó để đi về Việt Nam. Còn nói thật các bạn là ở bên Mỹ này không có sướng đâu. Trừ những người chủ thì không sao, còn những người mới đi làm công đó các bạn. Lương ba cọc ba đồng đó, kiếm đồng tiền không phải dễ đâu các bạn ạ. Để về Việt Nam đó, chi phí rất là nhiều nhé bạn không phải là đơn giản các bạn muốn về là về đâu nha nói cho các cô chú anh chị hiểu là như vậy đó không phải là than khổ đâu các bạn nào ở đây các bạn biết rồi làm hãng xưởng khổ lắm không phải là muốn về, về đâu. trừ những người chủ tiệm nhau lấy nó lắp mẹ thôi coi như là chủ tiệm neo rồi chủ nhà hàng đó thì người ta có tiền một tháng là 10.000 đô 20 ngàn đô thì người ta về rất là ngon lành cảnh nào, nhưng nếu như các bạn làm hãng xưởng đó một tháng á, thì cao lắm 1 ngàn 2 ngàn Trừ ăn uống tiền nhà ra không biết đó là có dư được 300 đô hay không nữa Mà một năm các bạn là được bao nhiêu tiền các bạn 3 ngàn đô sao về được Khi các bạn về Việt Nam ít nhất các bạn phải có trong túi là 5 ngàn đô mới về được Nên nó nói là chuyện mà để về Việt Nam khó lắm Mà hỏi các bạn mua vé máy nhanh chóng về Việt Nam Có một tuần lễ à? về chi vậy mà hết giấy đúng không Thôi không về nữa Đúng không? Tôi không về nữa. Thà đáng ví dụ có nhiều tiền á, về một lần luôn đó thì chơi luôn vé máy vé bay hạng sang nhưng mà người thôi tôi nghĩ rồi chơi kiểu đó không chơi tôi sẽ về bằng tiền túi của tôi và tôi sẽ làm được những cái gì mà những gì tôi làm tôi sẽ hứa tôi sẽ làm nha và vậy những cái bình luận này này chỉ là tà lao thôi tôi vẫn cứ để không sao bình thường như kênh đường hợp sữa với tôi phạm kinh qua rồi tâm lý vững rồi nên bình luận này tôi vẫn để để và các bạn nên nhớ rằng bình luận bữa nay nhé bạn nha người ta cũng ủng hộ cho tôi đi phạm rất là nhiều nha chắc đẹp trai quá à. Chắc tấm hình này tại bây giờ tôi chỉnh 360 độ đó các bạn ạ. À. Chỉnh áp dễ sợ luôn lên hình này nhìn nó đẹp nha các bạn nha. Đấy, hình nhìn đẹp không? Mê chưa? úi rồi ôi, kinh lắm. Áp đấy. Đấy, nhưng mà được cái là đấy nhiều. 274 like rồi nha. Và 43 40 43, 43 cái bình luận rồi đó. Chỉ có hai ba cái bình luận là vô là kích thôi. Nhưng mà Tony cứ vẫn cứ để im, chủ yếu là người ta ủng hộ Tony Phạm thôi, đúng không? Rồi, ở đây các bạn thấy là bình luận như vậy đó. Rồi, bây giờ tôi nói cho các bạn thế này. Thanh Trần, Lúc trước đó, tham gia vào vấn đề của bạn Nguyễn Phương Á là sử dụng Facebook và trong cái nick là Huỳnh trong group đó các bạn Huỳnh Ngọc Thiên Vương đó thì Thanh Trần thường xuyên đăng bài nói về công ty cổ phần đại nam, nói về quỹ hàng hữu, nói về là oxy và đây tôi cho các bạn coi một cái viết như thế này, đây, đây đâu rồi, từ từ các bạn, ừ. đây, đây là một cái bình luận Irish, trên một cái trang Facebook là chống chống của nhà chống bà Hằng á nha đây các bạn đọc đi đúng không? Tôi cho các bạn coi là từ trên xuống dưới này nha. Những thông tin Huỳnh Ngọc Thiên Hương đưa ra phần lớn đều đáng tin cậy trừ một số thông tin hai lúa cố tình nói sai vì mục đích gì thì mình không biết. Huỳnh Ngọc Thiên Hương đóng góp vai trò quan trọng trong những ngày đầu chiến với bà Hằng công bố những thông tin về đời tư của cuộn giúp cộng đồng mạng nhận ra được con người thật của bà. Còn hiện tại, mình cần những thông tin mang tính chất chuẩn xác hơn về quỹ từ thiện, tính tình hình đất đai, những bài viết sâu uh, sắc bén của chị Thanh Trần, anh Huỳnh Ngọc Thiên Vương cho mình cảm giác vững tâm hơn. Mình vẫn tin chị hai lúa nhưng chị quá xa đà và khẩu chiến và mâu thuẫn với Phương Anh là mình mệt mỏi nên mình không nghe chị livestream nữa. Mục tiêu là bà Hằng thì vẫn còn nguyên, si đó mà các chị các cô cứ cãi nhau rồi khóc lóc dần trời, nhức hết cả đầu có giải quyết được vấn đề gì không? Các bạn thấy không? Hội nhóm Thanh Trần là trong một cái hội nhóm Facebook của Huỳnh Ngọc Thiên Hương. nha bạn Huỳnh Ngọc Thiên Hương sau đó chuyển qua Huỳnh Ngọc Thiên Vương. Vì sao các bạn thấy bà Nguyễn Phương Hằng lại cho chúng <laughs> Trước khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt á, nha các bạn, nên ba dòng trạng thái nha, ba cái dòng trạng thái như thế này. Cái dòng trạng thái thứ nhất vào lúc là 26 ngày 26 26 tháng February -right, tháng cho uh, -right là tháng 2 đây đây là cái dòng trạng thái của bà Nguyễn Phương Hằng này tại sao mà bà viết liên tiếp ba cái dòng trạng thái về là thanh trần là các bạn và các bạn nên nhớ rằng tại sao thanh trần người ta vẫn sử dụng từ việc là bên bà Nguyễn Phương Hằng rồi khi nhảy qua bên YouTube này vấn đề của tỉnh thất bồng lai người ta vẫn sử dụng cho dù các bạn thấy là thanh trần lên nó nhăn nó cuội Nó không có một cái dẫn chứng nào trên Không có một cái chứng minh nào chết Nhưng người ta vẫn cứ ủng hộ các bạn Đó là hội ứng đám đông Đó là truyền thông đó các bạn Nên trong cái này có một cái bàn tay ma lực nào đó Nha bạn Coi như là giống như truyền thông đó Nha để cho bạn biết như vậy. Vậy vậy tại sao mà ông sĩ hỏi mình một câu rằng á là có biết cái người mà Uh, tạo ra Rama đó đó là ông Nguyễn Thành Quý là ai tôi mới tôi biết Nguyễn Thành Quý là ai chưa phải có người tạo ra phải có đạo diễn kịch bản nên nó kéo dài hơn ba bốn năm nay cái việc của bà Nguyễn Phương cho tới tỉnh Thái bồng lai và hiện tại bây giờ các bạn người ta vẫn sử dụng thanh trần vẫn sử dụng thanh trần để làm giống như một cái loa làng vậy đó các bạn là một công việc rất là tốt từ việc của bà Nguyễn Phương cho tới tỉnh Thái bồng lai rõ ràng là các bạn thấy là thanh trần nói ta lao xịt bục đúng không một người mang cái bệnh tâm thần có giấy chứng nhận rồi nhưng vẫn cứ được mọi người ủng hộ vì lý do gì hả các bạn hả các bạn rồi trong đó những người ăn theo nói leo đó ha thì người ta không có cần tiền của youtube mà người ta cần tiền của một ai đó gửi cho các bạn thấy chưa đây là một cái tổ chức có bài bản có tổ chức đàng hoàng để đánh phá vào công ty cổ phần Đại Nam cũng như đang ủng hộ cho tỉnh Thất Bồng Lai. Trong khi đó các bạn thấy cơ quan chức năng người ta đã giải quyết, người ta đã lên nói rõ ràng rồi nhưng vẫn cứ là coi như là chống đối. Đúng chưa? Vậy thì đây các bạn thấy chưa? Ngày 26 tháng 2 năm 2022 trước một tháng bà Hằng bị bắt Quý vị thân mến, tôi chính thức nhận kèo của Trần Thị Hồng Thanh kêu kiểm toán vào sao kê Quý Hàng Hữu và thách thức tặng một căn nhà một miếng đất tôi sẽ tặng cho mặt trận Tổ quốc và yêu cầu kiểm toán và kiểm toán tay ba. Tôi đề nghị luật sư Trần Thị Hồng Thanh thuê kiểm toán vào để kiểm tra Quý Hàng Hữu. Tôi cũng sẽ thuê kiểm toán và thêm một kiểm toán thứ ba, quan sát và kiểm tra. Đây là cuộc chơi trí tuệ và danh dự, quý vị làm chứng nhé. Và tôi sẽ mở công chứng vào làm biên bản cam kết cho đôi bên rõ ràng pháp lý nhé Và đề nghị luật sư này chụp giấy tờ tài sản sổ đỏ để chứng minh có đủ tài sản chơi với tôi kèo này Nói được làm được đừng đứa nào bỏ cuộc là nhục nhã như con cờ hó nha quý vị Đây là một cái dòng trạng thái thứ nhất là vào ngày 26 tháng 2 năm 2022 Tiếp tới thì bà Hằng viết thêm một cái dòng trạng thái nữa nhé bạn Một cái dòng trạng thái thứ hai Đây Quý vị thân mến chúng tôi đồng vợ đồng chồng để sao kê quý hàng hữu để nói vậy phải đưa cho các bạn coi chứ mới không có à đúng không quý vị thân mến chúng tôi đồng vợ đồng chồng để sao kê quý hàng hữu trước là danh dự sau là định giá tài sản nhà đất của thanh trần sau đó bán đấu giá cho vào quỹ mặt trận tổ quốc nên sẽ cử luật sư đại diện làm cái kèo này nhé quý vị không làm là nhục và không phải doanh nghiệp tầm cỡ nhé quý vị Chơi không chạy kiểu gì cũng xúc đến cùng không phụ lòng quý vị nhé. Lời hứa danh dự tuyên bố trước hàng triệu người dân đã theo câu chuyện này. Đó là ngày 26 tháng 2. Tiếp tục đó chỉ có một ngày thôi. Và cái ngày cuối cùng. Đâu có một ngày thôi. Có một ngày 26 tháng 2 thôi là viết lên ba cái dòng trạng thái luôn. Và cái dòng trạng thái cuối cùng thì sau đó đi luôn. <laughs> đây cái dòng trạng thái cuối cùng của bà Nguyễn Phương Hằng. Sau đó là đóng luôn. Đây các bạn đây là cái facebook của bà Nguyễn Phương Hằng nha. Nha đây là facebook nè. Dòng trạng thái cuối cùng thì sao đi luôn đó là ngày 24 tháng 3 các bạn thấy đây đúng không trong này có bạn nè à Duy Trần Kim Nguyễn đó các bạn Kim Nguyễn là là, là Bích Liên đó Kim Nguyễn là đúng không đây Thanh Trần mày muốn yêu cầu gì đưa ra tao và anh Dũng sẽ làm hết mày yêu cầu đi không thì nhục nắm nha con không có lý do để từ chối mày muốn mời bấy bấy gì đây bảy cứ ai và cuộc bất cứ ai và cuộc cứ vô tư tao tiếp hết nếu trong 3 ngày mày không chốt được tao đến nhà đến công ty tìm mày nhớ là tao nói tao làm nhé coi mày coi mày còn cách nào từ chối tao đang chờ đây kể cả mày muốn ký công chứng hai cổ đông vì một là quỹ hàng hữu là tao luôn yên tâm phục vụ mọi yêu cầu của mày nhé thanh trần tao không bao giờ buông tha tụi mày đâu nhớ cho rõ nhé đây là trạng thái trạng thái cuối cùng trước khi bà nguyễn phương hằng bị bắt vậy thì thanh trần như thế nào bạn tại Thanh Trần nói với tụi mình như thế nào? Đây, tôi cho các bạn coi. Nha bạn, đây là cái lời Thanh Trần nói với mình như thế này đây. Nha các bạn, tôi nói thật cho các bạn là không phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Thanh Trần có liên lạc với ông Nguyễn Đức Hiển, có liên lạc với rất là nhiều người. Chứ không phải đơn giản như các bạn đâu. Tại vì cái lúc trước á, khi mà sử dụng YouTube đó, nha bạn, thì Thanh Trần sử dụng Facebook rất là nhiều và có rất nhiều người ủng hộ. Nha các bạn, không phải như bây giờ là sử dụng YouTube đâu mà hồi xưa đó Facebook mà người ta còn khen mà. Tại vì không hiểu là cái cô này đó là quen biết rất là nhiều người nha chính trị mà đúng không chính trị có như là ấy mà làm sao đây đúng không Trần Thị Thanh Hồng tôi sẽ cho các bạn như thế này lại phải kéo 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 nói chung là Trần Thị Thanh Hồng xóa rồi xóa không chạy được đâu em nha và tôi hứa với các bạn rằng tôi sẽ về nha tôi về nhưng tôi không quên tiền đâu nha đừng có nói tôi quyên tiền tôi không quyên tiền đâu tôi về bằng tiền của tôi đó nha tôi không quyên tiền đâu tôi sẽ làm cho tất cả mọi người cho dù á là có làm không được nhưng tôi cũng sẽ cho các bạn biết được cái bộ mặt một cái bộ mặt của xã hội đằng sau chùm hoáy nha bạn đó của những giới nghệ sĩ những cái người mà lên mặt đó ngoài ngoài đời đó thì hào quang rực rỡ ông vua bà chúa nhưng đằng sau thúi đình nha bạn đây để coi coi đây đây là cái này 15 chiều hôm qua rồi đây bắt đầu kéo nha đây các bạn đây nè Đây. Có tin nhắn đây. Nguyên có bạn cấu kết với Đức Hiển không các bạn? Đúng không? Này. Thấy chưa? Có phải câu kết với Đức Hiển không? Đúng không? Tôi hỏi các bạn là có rất nhiều người là nói rằng những cái tin nhắn này không sử dụng được. Các bạn nên nhớ rằng trong pháp luật đó người ta có quyền sử dụng tin nhắn để đi tố cáo người đó. Nha các bạn, các bạn thấy chưa? Đây, tôi mới nói chuyện với đức hiển Đó con mới nói chuyện với đức hiển nè à. tôi đâu dám nhận nhà của mình quá nguy hiểm nó không ra mặt đâu nhưng người khác làm tôi nói anh hiển hà ni dừng lại vụ quỹ hàng hữu nó quê và nhục nó sẽ chơi tất tay ngưng lại đừng vì lời khen ngợi của cộng đồng có nghĩa là đã nói với ông hiển rồi là hà ni đừng có đụng vào cái quỹ hàng hữu nữa nha ta sẽ bán cái quỹ hàng hữu của của người ta vậy là cái quỹ của gia đình người ta mà đụng vô chi vậy đúng không đó nó khui ra vụ hàn ni còn là phóng viên rồi đó sẽ có người điều tra nó biết sơ sơ rồi làm nhân viên phát hành báo tờ thì lúc đó đó các bạn thấy là hàn ni đâu phải là phóng viên đâu mà chỉ là bị là khi mà bị là có vấn đề với nhân viên cùng 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 trong công sở đó ha có cũng ghê gớm lắm nên bị ông tổng bí tập đó kiểm điểm và coi như là không cho làm phóng viên nữa và chỉ là phát hành viên thôi đó là sau này tôi mới biết được á đó. đó thấy chưa sao rồi quyết định khởi tố là tại sao con quyền về bạn đây cho các bạn coi này này uhm, đây đây các bạn coi đi tôi nói thật những cái tin nhắn này á cho dù bây giờ cái 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 này á là thanh trần xóa rồi xóa rồi và nói rằng là tôi giả tin nhắn nhưng tôi sẽ cầm cái cái này về tôi sẽ cầm những cái tin này về và tôi sẽ đưa cho cơ quan chức năng hỏi người ta rằng những tin nhắn này có liên quan tới đức hiển có liên quan tới người này người kia đó vậy thì các anh xử lý như thế nào? Đây là những cái bằng cứ bằng chứng đó để là cho bà Nguyễn Phương Hằng là bị phạm tội đây nè nha đúng là bà bà nhẹ tội thôi nhưng mà vì mấy anh hội nhóm lại ha à, còn nhiều các bạn nick này cũng chỉ là nick của Thanh Trần thôi Thanh Trần anh sĩ rồi một số người khác còn một cái nick rất là giá trị luôn đó là một người vợ của là quan chức nha một người vợ của quan chức đó nó rất là nhiều người có liên quan tới là Mr. Đàm có nguyên liên, liên quan tới là Hoài Linh có hết nha nhưng mà không có cái đó không được phải mang về trực tiếp mới thấy được nha trực tiếp tôi bây giờ tôi đưa các bạn các bạn cũng đâu biết đâu các bạn nói tôi làm giả không được phải mang về nhưng mà tôi về nha tôi nói cho các bạn nha tôi về bằng tiền tôi nha tôi không kêu gọi nha những cái bạn nào lên trên mạng YouTube nặng vậy thôi lên trên mạng lợi dụng tony phạm để kêu gọi tiền hoặc là mua bán thông tin của tony phạm là không được nha tôi khẳng định với các bạn luôn tôi về bằng tiền của tôi và tôi cảnh cáo những người nào làm youtube đó mà dựa vào cái chuyện này để mà xin tiền hoặc là ủng hộ cho tôi là không được nha tôi cảnh báo cho tất cả mọi người luôn tiền của tôi là tôi về không có một đồng xu các bạn nào của bản như quân cho ok và không được bạn nào YouTube nào bờ nào mà dựa vào câu chuyện này để mà quyên tiền nhá gây quỹ là không được nha cảnh báo cho mọi người và cảnh báo cho các cô chú anh chị hiểu được câu chuyện này không có là ủng hộ cho bất cứ ai trong vấn đề tiền bạc này nha cô chú tiền của tôi tôi phải sẽ về tôi sẽ về tôi sẽ làm rồi ở đây các bạn thấy chưa phân tích né nha nguy hiểm quá rồi phát luôn rồi và phạt tiền làm vùng đây có còn sớm mà con hàng sắp bị bắt rồi đó làm sao biết là con hàng bắt thở các bạn Tại sao mà Thanh Trần biết là Thanh bà Nguyễn Phạm bị bắt các bạn? Phải có nguồn tin ở trong ai là đưa tin cho Thanh Trần mà để cho Thanh Trần biết được là bà hàng sắp bị bắt. các à, bạn, ai? Con hàng sắp bị bắt rồi đó. Đúng không? Rồi. Đây, nghe nó sắp bắt rồi hả? Mình hỏi là nghe các bạn thấy không? Đây là những cái cuộc tôi gọi nè, 15 phút đồng hồ. Có những cuộc gọi này làm sao nó nói tính nhắn giả nữa các bạn? Đúng không? Các bạn coi đi. Các bạn coi đi, đúng không? Đó nghe nó sắp bắt rồi hả tôi hỏi là nghe nó sắp bắt rồi hả bắt đầu thanh trần nó là bắt kinh tế ừ nó đang vận động dữ lắm ồ nó đang muốn bắt theo điều 331 nhưng các ông không ngu trong quá trình điều tra lồng vào luôn à rồi nghe nói lập danh sách các youtube rồi đó thưa thì phải có cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tham nhũng buôn lậu bắt kinh tế nhưng điều tra lồng vào 31 ông thìn đã nộp đơn kêu quan tháng 6 rồi các bạn thấy là những cái dòng tin nhắn này hèn chi đó các bạn mà tới bây giờ đó có rất nhiều người người ta cứ tin rằng là bà hằng á nha người ta bắt ba một đó là còn phải cộng dồn thêm nữa vì những cái chuyện này ra đó các bạn những cái tin này ra các bạn nghe người này nghe người kia tại sao mà cứ nói rằng là bắt ba một nhưng lòng vào cái chuyện là kinh tế à các bạn tin tức từ đâu ra bà hằng bà chỉ lên bà chửi thôi bà mới đầu bà bem ông hoài ông võ hoàng yên thôi về vấn đề là chữa bệnh không có khỏi 14 năm không có khỏi bà đi bem và lừa đảo bà bà bem thôi sau đó là mấy ba mấy má đó hai bắt đầu là ủng hộ cho ông võ hoàng yên ủng hộ cho hải linh thế là bắt đầu hội nhóm lại đi bem bà bà mới tức bà mới bem lại thôi bắt kinh tế cái con khỉ khô các bạn thấy rõ ràng tham nhũng ở đâu ra những tin này hả các bạn tại sao lại có những tin này ra tham nhũng kinh tế à, các bạn tham nhũng buôn lậu bắt kinh tế bù má kinh thật ha nhưng điều tra lồng vào ba ông thì nó nộp đơn cơ hả? đó miếng đất tặng bộ đội có được đâu thủ tướng Philip nói sao kia bởi vậy tôi nói cho các bạn là truyền thông rất là nguy hiểm khi người ta đưa tin như thế này nè và thanh trần lại phao tin ra bắn tin ra đưa cho tôi ha bắt đầu tôi lại lên nói với các bạn rằng bà hàng bắt ra một đó không phải bắt ra một đâu nha bắt về kinh tế đó về đất đai đó về vấn đề của ông là uh, ông Thìn á, cái ông mà mà chết rồi cái ông gì nói tới đây quên mất rồi đó. Mà chú của là Channel Mi đó các bạn. Nói cho mình coi nhắc dùm dùm coi, nói tới bị chụp, coi như là bị chập bạch bố đó rồi. Channel Mi đó cái ông mà ông gì, ông gì quên mất tiêu. Hả? Ông gì Ngọc Hà nói gì đừng bấm số 9 đó. Ông gì mà Channel Mi đó cái chú uh, ông Tăng Minh Phụng. Đúng không nào? Bắt kinh tế buôn lậu tham nhũng ở đâu ra ở đâu ra những cái tin này các bạn? bởi vậy người ta đưa tin đó đưa tin cho thanh trần thanh trần lại bắn tin cho người khác người khác lại bắn tin thế là tôi lên tôi nói và người ta không tin rằng là bà hằng chỉ là vấn đề là ba thôi mà người ta nói rằng Ờ bà hằng nói. bởi vậy tại sao tới bây giờ có rất nhiều người người ta nói rằng bà hằng á là sẽ không được giảm ha không phải chuyển đổi tội danh mà sẽ bắt lồng vào đổi là kinh tế kia. đó từ những cái tin này ra các bạn ạ đấy chưa các bạn thấy kinh khủng lắm người ta đưa tin như vậy đó thế kinh khủng các bạn vậy thì ai là người đứng đằng sau đưa tin cho thanh trần để nói rằng bà hằng bắt về kinh tế tham nhũng đổi là tào lao xịt bực phải các bạn ở đâu ra hả buôn lậu tham nhũng bắt kinh tế má hơi ở đâu ra hỏi các bạn ở đâu ra phải có người đưa tin cho thanh trần rồi thanh trần mới sử dụng những cái tin đó để mà lên facebook nói và bây giờ các bạn thấy chưa thanh trần không chỉ sử dụng facebook nữa mà bây giờ sử dụng youtube nhưng mà các bạn thấy YouTube đâu có tiền, nhưng mà vẫn cứ lên nói. Mẹ tôi tôi, tôi hỏi các bạn là tôi một ngày tôi lên hai like mà một ngày được bao nhiêu tiền đâu hả tôi cũng cố gắng tôi kiếm đồng nào đồng vô để chi để dành dụng cái các cóp về việt nam làm từ thiện rồi là để thăm gia đình thăm quê hương vậy cũng cố gắng mình làm một ngày bỏ ra một tiếng tiếng rưỡi đồng hồ để lên like, lên của các bạn đưa cho bạn những thông tin tôi kiếm tiền từ youtube được còn nếu như tôi không kiếm tiền từ, từ youtube thì sao bạn mệt ngu gì lên đây tôi nước miếng Đúng không? Phải có tiền tôi mới làm. Mà tôi chưa có nhận đồng xu các bạn nào của Mạnh Thường Quân nha. Nói cho các cô chú anh chị như vậy. Còn nếu những người nào, anh lại nhắc lại là nếu những người nào có bằng chứng, tôi nhận bất cứ đồng xu các bạn nào của ai đó đưa cho ra cho tôi cho hai nhà vậy thôi nha vậy thôi ok sake nha trở về thanh trần rõ ràng phải có người đưa tin vậy thì ai là người đưa tin tin cho thanh trần để đánh bà nguyễn phương hằng à các bạn phao tin đồn nhảm phao tin đồn nhảm rồi là một đồn mười mười đồn trăm trăm đồn đó là tới là cả ngàn thế là chết bố người ta rồi đánh vào doanh nghiệp người ta một mặt ta thì đinh lan nói rằng là sao bán đất đai ha rồi là bị là ngân hàng tịch thu rồi tùm lum các bạn vậy thì hỏi các bạn là tin đó ở đâu ra hả các bạn phải có người đưa tin cho thanh trần và đinh lan nha các bạn phải có người đưa và bây giờ tôi cho các bạn một cái tin như thế này nữa nha. Đây. Đinh Lan rất là kinh khủng. Đây nha các bạn. Tại sao Đinh Lan có dụ 100 triệu mà lại đi dám nói xạo nói láo từ cái tài khoản của mình lại đi chuyển nói rằng là đi á, là là người ta cho. Các bạn thấy không? Nói xạo nói láo quá nha. Đây Đinh Lan. Đây. À Hoang tưởng không giới hạn là Đinh Lan tự dùng tài khoản của mình chuyển khoản của mình rồi nói được người khác tài trợ bãi phục đây đây là một cái để tôi chụp lại cho kéo lên cho nó để tôi chụp lại cho kéo lại cho nó cho oh, 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 cái gì đây cái gì đây gì đó phải bạn đợi cho xíu để tôi chụp lại tôi kéo lại màn hình nó nó tôi, tôi, kéo lại mới được đây để cho các bạn coi này đây đây đây, đây. Các bạn coi Dùng tài khoản của mình chuyển qua tài khoản Đây các bạn nhìn cái dòng cuối này Hai cái hai chữ này Đinh Lan này nó lừa lắm Nó lên nó nói rằng á, là người ta chuyển tiền cho nó 100 triệu Nhưng cuộc đâu phải người ta chuyển cho nó đâu Mà nó tiền của tài khoản của nó 100 triệu Của nó nó chuyển qua Nè Hai vụ án của tôi được hoàn thành nốt là xong Tháng 12 năm 2022 Định về Lào Nay đợi đến tháng 12 năm 2023 Nhớ những năm 2011 đến 2014 Đinh Lan ở uh, Valentine Lào cũng vậy Ở nước ngoài gặp được người Việt thì mừng lắm Cô ấy là tiếp viên mặt đất của Việt Nam Airlines Qua du lịch nên Đinh Lan dẫn cô ấy đi viếng chùa mẹ Si Mương ngay Giờ mau kết thúc vụ án Nguyễn Phương Hằng Đinh Lan trở về Lào sinh sống cùng anh người yêu 12 năm là yên bình nhất Đinh Lan mẹ sao xạo Ở đâu ra hết ra người yêu ở bên là, là Úc Người yêu bên Mỹ chơi người yêu qua Lào sao xuống cấp dữ vậy má À, hồi xưa thì người yêu bên úc ha, à, bây giờ xong rồi nhảy qua bên mỹ mỹ bây giờ nhảy qua lào ôi mà ơi sao xuống cấp vậy người ta từ lào campuchia nhảy qua bên lên cao cao lên chút xíu chỉ, kỳ vậy từ bên mỹ úc sao bây giờ nhảy mẹ qua lào nhảy xuống campuchia luôn à, đó là nhưng các bạn thấy 100 triệu này các bạn nhìn cho tôi một cái coi tự chuyển khoản tự tài khoản của mình chuyển qua tài khoản kia mà lại lên nói rằng là người ta cho 100 trăm triệu má xạo không các bạn lừa đảo tôi nói cho bạn đấy chưa các bạn nhìn hai cái dấu chưa tài khoản chuyển qua lấy tài khoản của mình chuyển qua cái tài khoản của mình rồi lên la rằng đó, là người ta cho 100 triệu đây là một cái cú lừa đó các bạn không ai ngu gì thời đại bây giờ là cho 100 triệu hết trơn các bạn ạ chỉ có chị giàu chỉ có chị giàu không hiểu tại sao mà lại mua cỏ đinh lan là 202 triệu là tiền đông trùng hạ thảo tôi cũng không biết hiểu là tại sao nha có chị giàu là chị mua 202 triệu thôi chứ không ai mà chuyển tiền các bạn thấy không lấy tiền của mình chuyển con kia rồi đi lừa người ta nói rằng là người ta cho mình 100 triệu má xạo chưa các bạn rất là kinh khủng rồi ở đây thì như thế này nữa tôi cũng phải nói cho các bạn như thế này tôi cũng phải nói cho các bạn như thế này nha nhiều khi đó các bạn lên trên làm việc cho bà hàng nhưng các bạn lên là xin tiền rồi lập quỹ này kia thì đây có một số người tôi chỉ cho các bạn coi nha vì nó thật sự bây giờ nhức nhối nhất là khi các bạn lên trên mạng xin tiền người ta đó đây tôi cho các bạn như thế này có một cái người ta viết như thế này đây là một cái uh, tôi không muốn nói tên ra tôi chỉ đọc thôi các bạn nha tôi đọc cho các bạn để cho các bạn hiểu thôi đó thì có người ta viết như thế này nha người ta viết thế này tiền tiền là của khán giả tin ai vì mục đích họ kêu gọi quyên góp hay không cũng là quyền của khán giả các bạn hiểu không tiền là của khán giả tin ai vì mục đích họ kêu gọi quyên góp hay không cũng là quyền của khán giả. Riêng kênh không tin vì vốn dĩ giúp một người không nhất thiết phải cần đến tiền mới giúp được. Giúp đỡ cũng có thể là lan tỏa để cộng đồng nhìn thấy lan tỏa không phải là thoá mạ, nhục mạ, trà đạp người mình phản biện hay phản ánh đúng hành vi để đừng đừng dành chỗ để rác. Gia đình nhà Nguyễn Phương Hằng chỉ cần đúng một tứ một thứ đó là chứng cứ hết đúng không người ta chỉ cần chứng cứ thôi mà hỏi các bạn nè tôi hỏi các bạn nha những chứng cứ của tôi nếu như được các bạn cho tôi số chín còn không được khỏi cho nãy giờ tôi chỉ cho các bạn một số cái chứng cứ từ bà việt hà cho tới thanh trần rồi tiến sĩ rồi còn nhiều người nữa tôi chưa cho các bạn coi đâu nhưng mà nếu như các bạn cảm thấy những chứng cứ này có thuyết phục để mà lôi những cái người mà đã từng tố cáo bằng Nguyễn Phương Hằng được không? Nếu được cho tôi số chín, tôi, tôi đang ủng hộ. Thì đấy các bạn thấy là tự mình tố giác hay tự mình làm đơn, không cần vì không cần vi bằng, hay hay tự diễn giải, khó quá thì bỏ, đừng quyên góp rồi tạo hy vọng mong manh có hoặc không rồi thành công hay không lại tùy hỷ cảm xúc Chúc khán giả hiểu đúng sự việc kênh chỉ là người chia sẻ còn khán giả vẫn là người quyết định việc làm của mình. Có nghĩa là tôi giúp bà Hằng hoặc bất cứ người nào giúp cho bà Hằng. Người ta cần là cần chứng cứ. Còn nếu như các bạn thưa kiện người này, thưa kiện người kia, lập vi bằng, các bạn có tính hảo tâm, các bạn từ cái lòng các bạn ra, các bạn bỏ tiền các bạn ra. Cũng giống như tôi. Tại vì á, tại vì lúc trước có rất nhiều các cô chú thậm chí là quốc võ khởi đầu tiên ra tôi đâu có đề cập tới quốc võ rồi một số các cô chú anh chị thì thương bà phương hằng quá muốn bà nguyễn phương hằng được giảm án mà tôi á, thì có rất nhiều những cái tin nhắn mà người ta tụ họp lại gài bẫy bà hằng nên người ta muốn là tôi về thì người ta quyên tiền tôi đâu có muốn đâu vì tôi muốn là tôi nói các bạn nha bốn ngàn đô mua vé không ba ngàn rồi cầm một trong tay một ngàn đô về mà trong khi đó tôi mới về hỏi các bạn nè thì sao được nên tôi không muốn nha tôi không muốn về con gái gọi để có ba chút xíu nó gọi cái gì nhá ba là, ba live chuyên con gì yeah. á alo hả chút xíu nó ba xong rồi ba ba xuống ừ, ừ. thì quốc võ nói thôi tôi không muốn mà tôi mới về tôi mới về Việt Nam xong mà qua mệt mà trong khi đó các bạn bay từ bên Mỹ về Việt Nam có một tuần một à mà khi về Việt Nam về Việt Nam đó các bạn phải bỏ công an việc làm đây đâu không phải các bạn có như muốn về về đâu các bạn đi làm công chứ các bạn đâu phải là chủ đâu mẹ bây giờ không đi làm công mà ngày mai nó cho mình nghỉ luôn rồi lấy lâu mà đi làm nữa nên các bạn muốn về Việt Nam nó phải xin phép phải xin phép các bạn nào không phải muốn về là về đâu các bạn làm chủ ok mà nhiều khi làm chủ đó còn chưa chắc về được nữa kìa nên là sao bạn một tuần về tôi với tôi mệt lắm tôi không về à, nhưng mà gì cô chú ha bởi vậy tôi suy nghĩ rồi, tôi về là bằng tiền của tôi Nhưng mà phải có thời gian Phải có thời gian Nhiều khi các bạn có tiền mà các bạn không về được nữa kìa Phải có thời gian ở lại rồi là phải Biêu bọc nhà nước chuẩn bị cho một tháng Trước khi các bạn về chứ Đâu phải là các bạn có tiền các bạn về được đến đâu Phải xin phép ông chủ cho mình về hay không nữa kìa Chứ không phải các bạn muốn về là về Nên ở đấy đó, nói thật các bạn này Mình bị lỗi tại vì nhiều khi mình thực lòng quá Mình thực lòng quá Nên các bạn bị chửi mình cũng đúng đó ha Tại vì sao cái chuyện này và mình làm đó thì cũng vì là của cộng đồng thôi vì đây là không phải vì cộng đồng mà vì đây là những người thương yêu bà Hằng trong tôi cái này cho không chuyện của cộng đồng cái này chuyện của những người thương yêu bà Hằng nha bà coi như là muốn bà hằng được giảm án chứ không phải cứu nha không phải trắng án là đây là giảm thôi đưa những chứng cứ này ra để có phần nào giảm cho bà nguyễn phương vì đây là những chứng cứ này sao? đây là những nguyên nhân này những cái động cơ để bà nguyễn phương bị phạm tội này nên nó là tôi muốn giúp nhưng mà thì lịch về không được nha nhưng tôi sẽ về ha tôi sẽ về thôi Nhưng như hy vọng trước khi xử bà nguyễn phương đó mà tôi hy vọng chắc còn giam lâu đấy nha còn giam lâu chứ mày còn đấy đâu còn nhiều chuyện lắm nên đó hy vọng là tôi về là kịp nhưng bạn thì đây á thì có rất nhiều người thì bây giờ lợi dụng vào cái chuyện của bà nguyễn phương đây chỉ là một cái dòng trạng thái của một kênh youtube này nhưng mà tôi thấy là nói có lý nha không biết nói ai tôi chỉ nói các bạn như vậy thôi ai đụng quá thì nhột thì giáng chịu nha vì ở đây đó khi các bạn giúp người nào đó ha phải có bằng có chứng cứ và khi các bạn giúp là các bạn phải tự lực cánh sinh trước chứ lên kêu gọi nó kỳ lắm nha tôi tôi có cái tật là các bạn cũng nhớ mà tôi chuyên môn tôi đi bem người ta không à tôi đi toàn đi phốt người ta là những người nào lập quỹ quyên tiền là tôi hay nói lắm nha nên bây giờ tự nên tôi nên tôi lập quỹ quyên tiền nó bỏ mẹ một coi mày nói người ta được bây giờ mày đi mày đi quyên tiền Nó bỏ mẹ thôi không được nha yeah. đó bởi vậy ở đây là một cái dòng viết trên thác cộng đồng của một kênh youtube thì tôi muốn nói như vậy tự mình là tự mình tố giác là hãy tự mình làm đơn không cần vi bằng hãy tự diễn giải khổ quá thì bỏ khó quá thì bỏ đừng quyên góp rồi tạo hy vọng mong manh có hoặc không rồi thành công hay không lại tùy vì số các bạn nhiều khi mình làm đó mình làm không biết có được hay không nữa kìa đúng không rồi mình sử dụng đồng tiền của các cô chú anh chị đó rồi khi không được đó các bạn đâu biết được có được hay không đâu nhiều khi bây giờ tới đó đó người ta mình mình đưa cho con người ta đó nhưng mà người ta không làm rồi là sao rồi bắt đầu lại mang cái hy vọng mong manh cho các cô chú anh chị sao đúng không ạ làm cái gì vậy cứ âm thầm làm và bằng cái tiền của mình nó hay hơn rồi sau đó có mà được kết quả nào đó thì nó là khác còn bây giờ nên quyên tiền đó rồi là tạo cho các cô chú anh chị một cái cái hy vọng đó mà hy vọng nó không được ví dụ như tỉnh thất một lai đi đúng không quyên tiền để cho các cháu bé qua này mà bây giờ tôi nói các bạn là ông Nguyễn Đình Thắng ông cũng nói thôi không có qua được phải muốn qua bên Mỹ này phải qua bên nước thứ ba nữa mà bây giờ là đứng lên quyên tiền đổi là đổi ra sao đổi là, là, là chữ ký đó để kêu gọi qua nhưng mà hỏi các bạn có được phần trăm được không bạn tạo ra như vậy đó nó có hy vọng không nó mong manh lắm nha mong manh lắm và đời cho rất nhiều người người ta thương tỉnh đất lai thương các cháu bé thì người ta cứ trông trông vào đó trong 10 năm hai chục năm chết bố nó rồi còn đâu nơi trong nữa đúng không các bạn bởi vậy trong cái chuyện mà giúp đỡ bằng cái phần đó giúp không được về không được thì mình lên cứ lên trên mạng la làng lên tôi là cho vậy đó một mặt đó thì tôi vẫn cứ đi làm đi làm rồi tôi làm youtube này ha tôi kiếm tiền chắc bóp lại hai ba tháng là tôi đủ tiền về rồi đúng không rồi nhờ các bạn coi quảng cáo cho tôi đúng không các bạn đang đóng góp cho tôi đấy coi quảng cáo lay chia sẻ cho tôi là đang đóng góp tiền cho tôi đó đúng không rồi tôi cứ chích góp lại Hai ba tháng nữa tôi đủ tiền Tôi về Nhưng mà tôi về tôi cũng đâu dám nói rằng Ờ uh, làm chắc ăn 100% đâu Không biết được Vì nhiều khi Ba người ta người ta Coi như là dấu bố đi Không làm được cái sao bạn Đưa cho người ta đó Nhưng mà người ta có làm hay không Mới là điều quan trọng Nên Hy vọng Thì cứ để như vậy thôi Chứ thật sự ra Mình cũng đâu biết được rồi, các bạn Đâu biết được đâu Nhưng mà những gì tôi đã nói với các bạn rồi Tôi show cho các bạn thấy hết rồi Có những điều tôi nói được Có những điều tôi không nói được Những tin nhắn các bạn thấy chưa Đó bây giờ tôi đọc cho các bạn đó từ thiên kim người ta nói gài bẫy rồi người ta làm cách này đủ cách này cách kia đó để gài bẫy vào hàng đó cứ nói nó đi để cho nó gài bẫy cho con hàng nó càng nó nhiều thì nó càng tu nhiều đó cái đó là chứng cứ đó các bạn ạ à. cái đó là chứng cứ đó còn cái vấn đề của đinh la con đinh lan á nha nó chửi bậy chỉ thề đó ở việt nam làm cũng được đấy tại sao các bạn ở việt nam fan của bà nguyễn phan cũng nhiều đấy tại sao các bạn không đứng ra tố cáo hả các bạn đúng không có Ninh Lan ra lại như đấy Các bạn lập vi bằng đi Ở Việt Nam làm dễ mà Đâu cần phải ở người nước ngoài Đúng không nào Tại sao các bạn ở Việt Nam không làm Mà phải nhờ tới người nước ngoài làm hả à, các bạn Người nước ngoài còn khó khăn thêm Có gì đâu Đúng không Cái này các bạn thấy là Những người ở Việt Nam đó Lên đứng ra tố cáo đi Các bạn làm một cái đơn tập thể Tố cáo Đinh Lan đi Nó lên nó làm như vậy đó Tố cáo đi nha Đó là tôi nói cho các bạn là như vậy thôi đó Còn riêng tôi Tôi làm gì không có dính dáng đến tiền bạc nha tôi hứa với các bạn là tôi không có dính dáng gì tích tới tiền bạc hết tại vì tôi là người đi bem tiền bạc mà bây giờ dính vô tiền bạc đâu có được đúng không rồi thôi quá mẹ áp rồi kìa 50 phút rồi nói giết mà có bữa này năm 50 người luôn kinh không 50 phút luôn kinh không Ủa rồi ôi thôi nhá thế mình chạy các bạn đi xuống nhưng ngồi đau lưng lắm rồi đó rồi uh, tranh thủ uh, cứ đợi đi các bạn nha hy vọng mà bạn là uh, sức khỏe an toàn và hạnh phúc ở trong lao tù nói hạnh phúc thôi hạnh phúc con mẹ gì ở trong tù khổ bà luôn có gì mà hạnh phúc đúng không rồi thì mình cũng chỉ chia sẻ với các cả nhà như vậy thôi nha tại vì không biết không có chuyện gì hiện tại bây giờ các bạn thấy không? báo chí người ta cũng đâu đưa tin đâu không có một tin tức gì từ coi như là phạm ngà anh sĩ hẳn Ni bà hàng không có một tin tức nào hết trơn thì chủ yếu lên để chia bạn để hâm nóng lại và giao lưu với các bạn chờ tin thôi nha thật sự bây giờ tin cũng hiếm quá không có, không chút bây giờ không có ai tin có tin gì hết trơn á bây giờ chủ yếu là lên là chửi lộn không à chửi qua chửi lại để mà chờ nên thật sự không có không có tin nhưng mà đây là chỉ những tôi nói lại để hâm nóng lại thôi để duy trì giống như kiểu mà duy trì đó các bạn hâm nóng lại để chi đừng có bị là muội nói chung là vậy nha cả nhà rồi uh, chào uh, doãn văn chào nhất nguyên chào quyền dương khiêm trần chào buông bỏ rồi đi sang nguyễn hiệp trần tôi đi gà ngọc hà phan phước chiêu để từ tâm phúc đi sang nguyễn rồi Thi Chị Ngọc Hồ, rồi Chào Bố Già, rồi Phan Anh, Minh Hoàng, 12 Lê Vinh Hiển, Doanh Chu, rồi Tuyết Dữ, đau lưng quá, chào heo lực sĩ luôn nha, đau đau lưng quá, thôi ngồi xuống nha, xin tổng chào cả nhà, mình cảm ơn các bạn đã nhiều nha, xuống đau lưng quá rồi, nha, ngồi đau lưng quá, sàm xàm vui mà thôi mệt quá rồi, không xàm nữa, đau lưng, Rồi. xin tổng chào cả nhà mình nha, cảm ơn các bạn đã nhiều, xin tạm biệt, bye bye.